đã lâu rồi sân Thống Nhất mới lại đông và sôi động như thế này trong trận đấu ra mắt của đội tuyển Việt Nam dưới chiều đài của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trên Hoàn Thành. Pha đánh võng rất hay của Lê Công Huy, một pha phối hợp rất tự tin của đội tuyển Việt Nam. Hoàn Thành đã xâm nhập vòng cấm của Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên, dứt điểm đi. Sau khi lừa được một hậu vệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hoàn Thành đã quyết định tung ra cú đá bằng chân phải. Cặp trung vệ Trương Đình Luật và Quế Ngọc Hải chăm sóc rất kỹ. Đường truyền cơ hội cho cao thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Như vậy là lưới của đội tuyển Việt Nam đã rung lên sau pha kết thúc của Park Quang Hiong, cầu thủ mà chúng tôi vừa nhắc đến và cũng là người đáng chú ý nhất bên phía đội khách. 1-0 cho đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã nhường đội bạn Tần Dung thành công. Người đã thực hiện đường truyền dọn cỗ cho Park Quang Hiong lập công là tiền vệ mang áo số 8 Kim Cúc Bom. Thành Trung hoàn toàn dứt điểm không vào. Những pha phối hợp ở phạm vi hẹp và pha kết thúc rất tự tin của các cầu thủ Việt Nam. Cú sút của Văn Toàn đã tạo ra một bầu không khí rất phấn khích trên sân vận động Thống Nhất. Giang Quốc Tròn, sai lầm của các cầu thủ khách. Văn Toàn, bóng vẫn đến chân Lê Công Vinh. Tuấn Anh, tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Một cú cứu lòng cực kỳ đẳng cấp của Tuấn Anh. Một đều cho đội tuyển Việt Nam. Như chúng tôi đã nói, nếu như đội tuyển Việt Nam tự tin như những phút vừa qua, chúng ta có thể tạo ra được sự khác biệt nhờ những tình huống phối hợp tấn công như vậy. Cú dứt điểm là quá khó của Tuấn Anh. Lương Xuân Trường đánh đầu không vào. Một tình huống rất đáng khen cho thủ môn của Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên và khả năng chọn vị trí của Văn Toàn là rất tốt ở tình huống vừa rồi. Hiệp một đội tuyển Việt Nam tấn công rất nhiều bên cánh trái, rất nhanh Văn Toàn đưa bóng vào, dứt điểm bóng chắc. 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Lần này là Lê Công Vinh. Những công đầu tiên phải kể tới đó là Văn Toàn với một pha cướp bóng trong chân cầu thủ đối phương rất nhanh. Chúng ta xem lại tình huống này, Văn Toàn rất nhanh và khéo léo. Ở một tình huống như thế này thì một cầu thủ tiền đạo đẳng cấp như Lê Công Vinh hiếm khi bỏ lỡ cơ hội. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang đá rất tự tin. Hai đều cho đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Tiên và vẫn với một cái tên đó là Park Quang Hiong. Lại là sai lầm của cao thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Việt Nam khi chúng ta đã có một tình. Một pha phối hợp rất hay của cao thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên. Vẫn với một pha dứt điểm nhẹ nhàng, rất bình tĩnh của Park Quang Hiong. Văn Thành, Xuân Trường, đường truyền rất hay của Văn Thành, không biết vị, rất điểm vào. Tỷ số là 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Một pha phối hợp giữa hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, JMG. Xuân Trường một lần nữa đã tỏa sáng và thể hiện khả năng quan sát. Và lần này lại là một bàn thắng tuyệt vời. Xuân Trường và Văn Thành, những cái tên luôn được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng tuyệt đối, đã đáp lại lòng tin của huấn luyện viên Trường. Một thử thách dành cho Nguyên Mạnh, dứt điểm sang ngang đã cứu thua cho chúng ta.
khung thành của đội tuyển Việt Nam vẫn an toàn sau tình huống sóng gió vừa rồi. Trọng tài đã thổi phạt một cầu thủ bên phía đội Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên. Chút xíu nữa thôi là đội khách có được bàn thắng gỡ hòa một lần nữa. Chúng ta đang được chứng kiến một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân vận động Thống Nhất. Xuân Trường. Khi Xuân Trường có bóng trong chân thì lấy bóng trong chân cầu thủ này gần như là điều không thể. Cú cứu lòng của Xuân Trường. Chúng tôi phải nói gì nữa đây về màn trình diễn của tiền vệ mang áo số 14 bên phía đội tuyển Việt Nam. Không thể chê vào đâu được. Sau những màn trình diễn tuyệt vời, những đường kiến tạo cho đồng đội lập công thì lần này Xuân Trường đã tự mình tạo ra một tuyệt phẩm. Một cú cứa lòng từ khoảng cách khoảng 30 mét khiến cho lưới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên một lần nữa rung lên. Tỷ số là 4-2 cho đội tuyển Việt Nam. Một lần nữa Xuân Trường. Còn cả Tuấn Anh trước đó nữa cho thấy tại sao ông Nguyễn Hữu Thắng lại tin tưởng ở bộ đôi này đến như vậy. Dù Công Phương cũng truyền lên cho Trọng Hoàng, phía bên này là Văn Quyết. Thành Lương cũng đã lên tham gia. Văn Quyết dứt điểm đi. Thành Lương chân trái tuyệt vời. 5-2 cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta lại có được bàn thắng trong một tình huống phản công chớp nhoáng. Lần này là Phạm Thành Lương sau đường truyền của người đồng đội tại câu lạc bộ Hà Nội TVT Văn Quyết. Một màn trình diễn chói sáng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Thành Lương và dọn cỗ của Văn Quyết. Nhiệm vụ còn lại của Thành Lương